Ủa má, sao xong chưa con gái? Trời ơi đẹp quá nha. Đâu đứng đứng xuống đây xoay vòng cho mắt coi coi. Được không má? Được lắm đó nha, dễ thương. Con ơi, một tiếng nữa là ổng tới đó nha con. Dạ. Nhớ hết lời má dặn chưa? Dạ con nhớ hết rồi. Má, má yên tâm đi. Bây giờ con muốn ở một mình để bình tĩnh một chút. Tự nhiên sao con hồi hộp quá. Đừng có hồi hộp con ơi. Lần đầu thì nó cũng hơi khó khăn chút xíu, chứ lần sau hả, qua một lần là sướng rơn à. Thôi con cứ ngồi đó đi nha. Dạ. Con có cần gì á thì kêu má nha con. Dạ con biết rồi. Chị hai. Vậy có đứa nào gạt cầu dao xuống á chứ có cấp điện gì đâu. Trời đất ơi. Trời ơi. Trời đất ơi, nó đầu rảnh dữ gì tụi bay. Trời ơi, hay là đứa nào á nó ghen ăn tức ở rồi nó phá mình đó tụi bay. Trời ơi. Ủa anh sao? Trời ơi, em chờ anh từ chiều tới giờ đó anh sao? Đừng có nhiều chuyện. Con bé đâu rồi? Nhanh lên đi. Sư phụ không đến đây được. Ông ấy bắt tôi phải đến đây chở con bé về liền nữa nha. Dạ. Anh biết không, nó nôn anh lắm đó. Con bé nó còn nhỏ, có gì thì mấy anh bảo vệ chăm sóc cho nó nha. Biết rồi. Thôi đi đi, đi anh sao. Chia đi. Đang chia mày từ từ chứ. Vô đây nè anh. Ơ à, con ghẻ đó đâu rồi? Ủa mới đây mà ta. Trời đất ơi. Nó đâu? Chắc con ghẻ nó ra ngoài sau nó rửa mặt. Bà giỡn mặt với tôi đó hả? Đâu có. Tám. Chị hai nghe nè. Con ghẻ đâu? Hồi nãy trong này mà. Tao hỏi mày như bằng không à. Đi tìm nó cho tao đi. Cũng quỷ ghẻ này nữa. Trời ơi, tìm gì vậy? Trời, ai mà lại trốn với mệnh. Trời, nó trốn rồi. Tám. Mày nữa, đi ra. Mày chạy ngoài tìm nó. Trời ơi, mình bị sỏi mũi rồi. Tám ơi. Dạ. Lẹ lên đi. Rồi, dạ, 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 dạ. Đi rồi. Trời ơi, nó trốn rồi làm sao? Lạc đà, đứng lên đứng lên, cố lên đi, đứng dậy, chạy nhanh lên đi, ráng lên. Anh Sáu ơi, em xin lỗi nghe anh Sáu, con nhỏ nó trốn rồi anh Sáu ơi. Nè tính giận mặt với tôi thì sao? Tiền nó nhận rồi bây giờ không có. Anh Sáu,
Anh Sáu yên tâm nha. Đúng rồi. À, nè anh Sáu, mấy con nhỏ này cũng đẹp lắm nè. Hay là vài bữa em tìm con nhỏ khác có đẹp hơn con nhỏ này luôn nha anh Sáu. Bảo có biết tôi là ai không? Hay là thôi, đem gửi tiền lại cho anh Sáu. Ngày mai tôi sẽ báo công an bắt bà đó. Hả? Trời ơi. Bà dẹp quán đi là vừa. Trời ơi. Anh Sáu. Trời ơi. Con ghẻ. Chạy nhanh lên. Ghẻ. Đau. Cái gì nữa? Đau. Mà nghỉ chú ơi. Ngồi nghỉ chú ơi. Nghỉ cái gì mà nghỉ? Ông á, thế nào á, bà Hương á, bà cũng sai bọn Tám Thèo. Nó mà bắt được là chết chứ không có sống được nha. Nhưng mà chân tao đau quá. Tao không phải con ngựa đâu, tao là con người chứ bộ. Đâu phải muốn chạy là chạy đâu. Đau quá. Ngồi nghỉ chút xíu đi. Ngồi nghỉ đi mày. Nghỉ một chút thôi nghe chưa. Bọn Tám Thèo đó chạy nhanh lên đi ông. Gì vậy? Tám Thèo gì vậy? Trời ơi, ông không nghe tiếng bước chân hả? Đâu, tao nghe tiếng mũi nè. Mũi quá chừng luôn. Quá chừng mũi luôn. Mũi con khỉ. Bên này nè, bên này. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên đi. Đây, vô đây. Tưởng đâu bẫy được hai con nai. Té ra là hai đứa. Hai đứa đi làm gì buôn lậu hả? Dạ không. Tụi tôi chạy trốn. Dạ. Trốn ai? Xì kè ma túy trốn trại phải không? Dạ không. Dạ, ông đừng có hiểu lầm. Để từ từ con kể cho ông nghe. Chuyện là như vậy. Vậy là bọn chúng ngứa dữ lắm hả? Không có gì ngứa bằng cỏ ngứa đâu ông. Cái này á, ông lạc đà đành lắm á, phải không? Dạ. Cái này ngứa dữ lắm luôn. Ngứa gãi hoài cũng hết nữa. Ngứa mà gãi hoài cũng không dừng được. Nó ít thôi, được rồi. Vậy là hai đứa cũng chạy khá xa rồi đó. Từ đó đến đây cũng phải là hơn 20 cây số đường rừng chứ không có ít đâu. Tụi con lúc đó chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, chứ có biết bao xa đâu. Mà lúc nãy á, tụi con cứ tưởng ông là đồng bọn của Tám Thẹo cử đến á, nên tụi con hết hồn luôn. Vậy bây giờ tụi con định đi đâu? Giờ tụi mình đi đâu? Ai biết. Lúc bỏ trốn á, chỉ cầu trời cho thoát khỏi cái bọn quỷ đội lớp người đó thôi. Ông ơi, giờ tụi con không biết phải đi đâu về đâu nữa. Còn với nhỏ này, không có cha, không mẹ, không quê, không quán. Chắc chắn là có chứ. Ông là ai, ở đâu, tụi mình chưa biết thôi. Thôi tạm thời tụi con cứ ở đây một thời gian đi. Cho đến khi nào tụi con biết mình đi đâu thì lúc đó hãy đi. Vợ con ông đâu ông? Ông chỉ sống một mình thôi. Ông ở đây để giữ rừng. Chỉ có những người làm nghề này mới chịu sống ở đây thôi. Ông giữ rừng hả? Chắc là ông biết nhiều thứ lắm hả ông? Rừng là máu thịt của ông. Chính rừng nuôi ông lớn khôn, dạy dỗ và bảo vệ ông. Ông nói gì con không hiểu. Từ từ rồi sẽ hiểu. Vậy hai đứa ở đây với ông nghe. Sao giờ? Ai biết mày. Mày rủ tao đi. Ý mày làm sao? Quê giống quá. Thôi được rồi. Thấy ông năn nỉ quá, tôi chấp nhận á. Cứ vậy đi nha. Giờ khuya rồi, hai đứa ăn bắp xong rồi ngủ đi. Mà nè, đã ở đây á thì phải theo luật ở đây đó. Luật gì vậy ông? Thức dậy. Nè, nhỏ đi thức dậy nè. Thằng này nữa, thức dậy. Luật thứ nhất á là phải thức dậy sớm. Lẹ lên. Ngồi dậy. Ơi, xuống đây. Có đồ mới về cho tụi con đây. Nè, luật thứ hai là phải tắm rửa cho sạch sẽ, tinh thần mới được thoải mái. Ông mới xin được hai bộ đồ nè. Mỗi đứa một bộ.
Của con. Này của con. Cảm ơn ông. Xuống còn suối công á mà tắm rửa cho sạch sẽ. Mà nè, mỗi đứa nhớ tắm một đầu nghe chưa? Dạ. Dạ. Rồi, đi đi. Dạ. Con đầu này. Con xuống đầu này. Còn thằng này xuống bên kia. Con biết không, cây cảnh chim rừng rất là đẹp. Chính vì cái khu rừng này đẹp, ông mới giữ gìn và bảo vệ nó đó. Cây gì vậy ông? Đây là trái ổi rừng. Tụi bay ăn thử coi ngon hơn trái ổi thành phố không? Ờ, con có ăn ổi thành phố nào đâu mà biết ngon. Vậy thì ăn đi, ngon lắm đó. Nè, ăn thử coi ngon không? Sao, ngon không? Quá trời luôn á. Tao nói mà. Ngon quá. Thôi đi tiếp. Đời người sinh ra trên trần gian, có mấy ai lựa chọn được số phận. Người giàu sang ấm no, người tay trắng cơ hàng, còn quanh đây những mảnh đời tâm tối. Nhưng niềm hạnh phúc chỉ đến với những ai sống chân thành, lòng yên vui không ganh ghét hơn thua. Làm người cứ mãi sống toàn tình như hố sâu cuốn vào vòng xoáy. Dạ. Sâu hận thêm khổ đau càng tiếp nối sai lầm. Ông xuống trước đi. Vì con tim có quá nhiều ham muốn, nên bằng môi da chim lấy hết tất cả cho riêng mình. Tình phôi phai đời thay trăng đôi đèn. Một niềm hạnh phúc lớn lao nhất có khi nhận ra thật giản đơn. Dù cuộc sống có vất vả nhưng tâm hồn luôn thanh thơi. Còn lòng chất chứa gian dối sống trong cảm giác bất an, đến một ngày cũng phơi bày tất cả. Đừng vội vàng đánh mất hạnh phúc nếu trong lòng ta biết sẻ chia. Để đời còn chút ý nghĩa thắp lên niềm tin bao ước mơ. Giàu nghèo biết thiếu hay đủ cũng do lòng tham không đáy thôi. Hãy mang tình thương đến với mọi người. Giàu nghèo biết thiếu hay đủ cũng do lòng tham không đáy thôi. Hãy mang tình thương đến với mọi người. Ủa, chị Hai. Chị Hai đi đâu vậy? Bữa nay chị đi về Bến Tre. À, chị làm xong bản doanh thu cho công ty chưa? Em hỏi vậy thôi, chứ em đã làm tiếp cái phần của chị luôn rồi. Thôi, chị cứ đi đi. Chị xin lỗi em nha. Không sao đâu chị. Thôi, chị đi nha. Có gì tối về chị em mình nói chuyện. Dạ. Dạ. Sướng thiệt á. Hôm nay bà đi ký hợp đồng với chú Thành phải không? Ừ. Bà đi một mình nha. Tôi không dám gặp ổng đâu. Tôi không biết nói sao với ổng nữa. Dạ, để tôi làm. Ông ở nhà coi tivi cho khỏe đi. Ủa bà chủ, bà chủ không ăn sáng. Thật khỏi. Lát nữa em đi chợ, nhớ đứng chỗ ngài bà đợi anh nha. Ủa, gì vậy? Cứ chợ đó đi. Ờ, ngài bà sung sướng đó. Ông. Ừ? Lâm tặc dữ quá ha ông ha. Vì tiền á mà chúng có thể gây tội ác. Chúng có cả súng nữa đó. Chắc dữ hơn bọn bà Hương và Tám Thẹo nữa ha. Tất cả đều là những con quỷ dữ. Mỗi con có một kiểu dữ khác nhau, nhưng tất cả đều làm hại chúng ta. Ông không sợ không? Không việc gì phải sợ chúng. Ta là con người tốt,
chúng là con người sống, tốt làm gì phải sợ xấu. Ông nói có giống như trong phim á, không sợ thì ông làm được gì? Tụi nó đầy đường, ở đâu cũng thấy tôi sống tốt nè, mà phải chạy trốn chán phèo. Ông ơi, trốn gì nghèo? Cái ông nè vô duyên quá, tôi nói chán phèo. À, tôi nói chán phèo. Ừ, kẻ xấu quá nhiều, cho nên muốn thấy cái tốt phải trừ cái xấu ra. Mà muốn trừ cái xấu, trước tiên á mình phải không sợ nó, rồi sau đó mình phải chứng tỏ là mình giỏi hơn nó. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm ông ơi. Em lên đây. Dạ. Ủa, ông chủ chở em đi đâu vậy? Đi vòng vòng chơi, ở nhà ngột ngạt quá. Vô, nhào vô. Đánh ông hả? Ừ, đánh ông đi. Đánh làm sao? Đánh sao cũng được, miễn trúng ta thì thôi. Mày lên trước đi, ta sợ tao mạnh tay ông bị thương, tội nghiệp ông lắm. Hả? Vô đây. Bước vô, đánh đi, đánh ông đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đạt đạt, cố lên. Vô, vô, tiếp đi. Ngồi dậy, ngồi dậy. Không có sao không dạ? Còn con bé kia nữa. Ra đây. Đứng lên. Nhanh lên. Thôi, ông hay quá à. Tôi thua rồi. Tôi đâu có ngu dại gì mà đánh người hơn mình đâu. À, vậy thì hay đó. Có ai đến thăm ông kìa? Ây da. Con nhỏ này giỏi lắm. Đó là mưu trí, hãy dùng mưu trí để diệt kẻ ác. Ông, mặc dù ông bị té nhưng mà con thấy ông hay thiệt á. Hay không? Thấy ông hay không? Ông giỏi, giỏi quá. Hả? Ông chỉ cho tụi con võ đi. À. Hả? Con mà võ võ như ông, con không có sợ ai nữa đâu. Hả? Ông chỉ võ cho tụi con với nha. Rồi, dạy hai đứa học võ cũng được. Hay quá, hay quá. hay. Ông. Con mà biết võ, con sẽ là sư phụ. Con sẽ là ông Trâm. Nhưng mà muốn học võ, trước tiên phải học văn. Dạ. Phải làm gì ông nói đi, tôi làm liền. Học đạo làm người trước đã. Học đạo làm người kìa. Làm người hả? À, hay quá. Quá hay không? Hay. Sư phụ. Ê, ngày xưa ở dưới quê á, em học chuyên văn, nhưng nhà nghèo quá cho nên bỏ học giữa chừng. Anh cũng vậy. Học khoa văn xong lại phải làm kinh doanh cho gia đình. Chưa có lần nào được sống với niềm đam mê của mình là làm thơ văn hết. Hình như ông chủ với bà chủ có vẻ không hợp nhau hả? Cứ ông chủ hoài, đã đến đây thì đã là bạn bè rồi. Em không dám ngang hàng với ông chủ đâu. Thì là anh em. Có cùng cha cùng mẹ đâu mà anh với em hả ông chủ? Mà thôi, là gì cũng được, mình nói chuyện tiếp đi. Có một đứa bé vào đây lúc 3 tuổi, giờ thì nó cũng đã 18 tuổi rồi. Chị làm ơn cho tôi gặp cô bé đó được không ạ? Được. Tôi mong là chị sẽ tìm được đúng người. Chào Túc. Dạ. Thủy ơi. Dạ con chào cô. Chào. Đây con là cô bé Thủy mà tôi đã nói với chị đó. Con à, con có nhận ra cô không? Dạ con không biết. Không phải rồi chị à. Không phải hả? Thôi con ra ngoài chơi đi con. Tiếc quá. Chị xin lỗi, con tôi có hai nốt ruồi son, một ở bàn tay, một ở sau ót. Cố gắng lên nha. Nếu có tin tức gì tôi sẽ gọi điện cho chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Hôm nay tôi làm phiền chị quá.
Không có gì đâu, đừng ngại. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Chỉ là do hai gia đình có làm ăn với nhau, anh lại không mạnh mẽ để phản đối cuộc hôn nhân này. Kết quả Hồng cũng đã thấy rồi đó. Mệt mỏi. Thật ra em thấy ông chủ vậy em cũng thương lắm, nhưng em chỉ biết chăm sóc ông chủ từ xa thôi. Mà sao Hồng vẫn chưa chịu lấy chồng? Hơn 30 rồi còn gì. Thôi đừng có nhắc tới chuyện đó. Bây giờ em không còn tin vô đàn ông nữa. Tại sao? Tại vì em đã chịu nhiều vết thương lòng rồi. Tình yêu chân thành đối với em như một món hàng xa xỉ vậy. Chán lắm. Nếu bây giờ có một người đàn ông đã có gia đình nhưng lại thương em, em có chịu đi chung được với người ta không? Có thể em sẽ làm mọi thứ. Nhưng nếu đó là tình cảm thật lòng, ta cùng đi chung đường ha. Trời, ông chủ. Cứ ông chủ hoài vậy, kêu bằng anh. Em xin lỗi, nhưng mà em nghèo lắm. Em chỉ là người ở đợ trong nhà thôi. Ông chủ đừng có giỡn với em. Nhưng mà ở gần bên em là anh thấy bình yên rồi. Ông chủ có nói thiệt không vậy? Thiệt. Mình là bồ bịch với nhau hả? Cái này anh nói trước cho nên anh phải giữ lời đó nha. Không giữ lời thì sao? Thì em không thương anh nữa. Em để cho con bà chằng đó nó mận thịt anh luôn. Còn giữ lời? Thì em thương, em làm cho xương anh gãy luôn. Dữ dằn quá ha. Đọc lại coi. A bờ cờ giờ o e. Ê, chữ đó chữ e mày. À, tao nói là chữ e mà. O mà, thấy không? O mày mà. Ngu quá à, chữ e. O chữ e. Cười gì, cười vậy? Mày ngu quá à. Tao giả bộ thôi, tao giả bộ thôi. Coi mày biết không á. Chữ hả? Chữ ý của tao hả? Chữ này là chữ o nè, đúng không? Chữ o. Chữ quy. Nè nè, ngu lần hai. Luật thứ năm: không được nói mày tao, phải xưng tên hoặc là anh hay là em đàng hoàng. Nhưng mà tụi con quen rồi ông. Quen thì sửa. Bây giờ mà đứa nào còn nói bậy bạ mày tao, ông tát vào miệng nha. Ê, ông đừng có lo, cái chuyện đó dễ ẹt à, không sao đâu. Còn lo cho nhỏ này thôi, tao lo cho mày thôi. Mày cảm ơn. Lo cho mày thôi. Mày nè. Thôi học bài đi. Nhìn lên, tiếp đi. Còn... ham ăn hả? Mày ăn hết đi. Đây. Tập trung vào, học đi. Dạ. Đọc nè. A bờ cờ giờ o giờ. Hey, sao ngồi ở đây mà ngủ vậy? Nằm xuống. Thank you.
Dậy. Luật thứ nhất là phải dậy thiệt là sớm. Hai đứa phải đứng yên, hai chân không được nhúc nhích. Khi nào ta nói ngừng mới được ngừng. Thấp xuống. Ông ơi ông, con muốn ông dạy võ chứ con đâu có muốn học gì đâu. Đây chính là võ thuật đó. Nếu cảm thấy mà không học được á thì có quyền không tập. Đơn giản thôi mà. Sao? Dạ. Được rồi, con sẽ tập. Này dễ mà. Thập xuống. Rộng chân ra một chút. Thôi, hai đứa cứ tập đi nha. Bây giờ ta ra chợ mua một chút đồ đây. Ông ơi. Ông đi đâu vậy? Nhưng mà tụi con đứng dậy tới lúc nào? Tao hết chưa nổi rồi. Vô ngủ đi. Trời, có khi nào trèo lên, tay chân đang đau, cầm cái cầu thang vụt ra, cái é bịch xuống đây. Ủa, có khi nào té xuống đây, rớt cục cù ra mình đẹp trai hơn không ta? Ai biết gì đâu. Có mệt không? Chưa tới giờ đâu. Có chịu nổi tới sáng mai không? Vậy thì tiếp tục đi. Còn giỏi lắm. Ta cho con cái này nè. Đây là lá thuốc nam. Con hãy đem ra bờ suối chà vào vết ghẻ. Con gái lớn rồi, vẽ như vậy là xấu xí lắm. Không vui sao? Tắm mấy cái lá này một thời gian thì con sẽ hết vẽ thôi. Ôi trời ơi, con gái con mệt sao vậy nè? Cố gắng lên, đứng dậy. Thôi vào nhà nghỉ đi. Xuống. Thằng này nữa. Dậy đi.
Ngủ ngon quá hả? Ông ơi, ông tha cho con đi. Tay chân con dày, con tập võ, ông cũng đánh được ai đâu. Tập võ không phải để đánh người, mà để phòng thân và cứu người. Nhưng mà ông bác con đứng chàn hãng cả ngày vậy, cái lưng của con mỏi lắm, con không tập được đâu ông ơi. Hết mộng làm võ sĩ về làm đại ca rồi sao? Còn con á, vẫn mộng làm võ sĩ. Thôi con ra tập nữa đây. Thôi, mỗi ngày tập một chút thôi con à. Tập nhiều là bị tẩu quả nhập ma đó. Thôi tụi con nghỉ đi. Ông ơi, con có được ngủ không? Rồi ngủ đi. Dạ. Nè, có chừng đó. Nhanh lên. Nè, con có chịu tắm không? Mà thấy vẫn còn nguyên ghẻ vậy. Dạ, con không có tắm. Con thích bị ghẻ. Ghẻ là bài thuốc tự vệ của con ở trong cái nhà chứa đó đó. Khách nào nhìn thấy con cũng thấy ghê hết á. Nhờ đó mà con còn lành lặn trong sáng tới bây giờ phải không? Bây giờ thì khác rồi. Con ở với ông, không có khách làng chơi bậy bạ đến kiếm đâu. Phải lo chữa cho sạch, cho đẹp chứ. Mai mốt còn đặng lấy chồng nữa kìa. Con không lấy chồng đâu. Nhưng mà phải tắm đi nha con. Nhớ trà thuốc nữa đó. Dạ. Ông ăn khoai đi ông. Thơm quá. Mốt, đánh qua. Đúng rồi, chồm người về phía trước, tay trước thẳng. Rồi xoay qua bên trái. Đánh. Hai. Đổ người về phía trước, chân trước vuông góc, chân sau thẳng ra. Chân này thẳng ra. Đúng rồi. Bỏ chân trái về sau, chặt tới. Đúng rồi đó. Giỏi lắm. Đấm thẳng. Tay phải để lên trên tay trái. Kéo về thế âm dương tấn. Nè, con thấp cái tay này xuống một chút. Thấp xuống. Mắt nhìn thẳng, nhìn đối phương. Hai tay song chỉ. Bước lên song chỉ. Tốt lắm. Nhảy về sau tọa tấn. Nhảy cái chân sau, nhảy về sau tọa tấn. Nhảy. Đếm coi coi. À, đúng rồi đó. Thấp xuống. Đúng rồi. Thấp tay xuống. Mắt nhìn ở đây. Đá vòng cầu chân phải lên. Hai tay ém xuống. Giặt hai tay lên đỡ hai tay đối phương. Bước tới móc vô bụng. Hét lớn. Bước về chào bái tổ. Hết. Thông minh quá. Cuộc tỷ thí ngày hôm nay phải có kẻ thắng, người thua.
hai người có điều gì nói không? Không. Nhân danh trọng tài, xin nhắc lại cho hai người nhớ, thể lệ cuộc thi, ai thắng cuộc sẽ được bên thua lo cơm nước 7 ngày. Ai thua cuộc phải lo cơm nước cho người thắng cuộc 7 ngày. Người thắng không phải làm gì cả, còn người thua phải làm hết. Không những vậy, người thua phải giặt đồ cho người thắng và cả trọng tài trong vòng 7 ngày. Hai người có ý kiến gì không? Có. Gì? Chỉ giặt đồ cho người thắng, còn trọng tài miễn. Đồng ý. Rồi 6 ngày ha? Không, 5 ngày. Còn mấy ngày còn lại trọng tài sẽ tự giặt. Không. Không. Nếu không thích thì không cần trọng tài. Không ăn cũng được. Miễn giặt đặt đồ giùm tôi 7 ngày. Thôi được rồi, đừng có nói nữa. Đánh đi. 2 Vô. Bắt đầu. Tan. Một tới ba mà. Hai. Hai. Một. Hai. 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 Chà. Thắng ơi. Ông ơi. Thắng rồi. Ông có sao không? Đau quá. Nhưng mà không sao. Con xin lỗi sư phụ. Tại vì sư phụ kêu con đánh hết sức. Sau trận đấu ngày hôm nay, tỷ số chung cuộc là 3-0. Cái ông này. Tên. Giờ thì con giỏi hơn ta rồi đó. Người giỏi võ phải biết dùng võ để bảo vệ mình, bảo vệ người yếu. Dùng võ để làm việc thiện, không được đem võ ra để ăn hiếp người cô thế, không được đem võ ra để phục vụ những việc phi nghĩa. Con nhớ chưa? Con nhớ mà sư phụ. Trời ơi, vậy là hôm nay có người nấu cơm cho ta ăn rồi. Ta đi chơi đây. Đúng ông là trọng tài là cha là mẹ mà. Nè, ta nói nấu cơm chứ ta không nói vo gạo nha. Nấu cơm thì ta nấu, nhưng mà con phải làm đồ ăn. Đi tìm lá giang về nấu canh đi nha. Lá nấu cơm phải luôn đồ ăn chứ. Một là làm, hai là nhịn. Con chọn cái nào? Có cái nào mà không làm mà ăn không? Có chứ. Gì vậy? Nhưng mà phải ngồi trên bàn thờ mới được như vậy. Trời. Đúng không? Thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ á, mình cùng làm, cùng ăn, chịu không? Con nói được đó. Tất cả cùng làm, cùng ăn. Đi. Con không còn nhớ chút gì về nơi ở của con sao? Dạ không. Lúc đó con còn nhỏ quá. Nghe bà Hương nói, bà bắt đầu nuôi con từ lúc 3 tuổi. Con chỉ nhớ từ khoảng đời sau này thôi ông à. Chắc cha mẹ con cũng đau khổ lắm khi không còn thấy mặt con nữa. Con không biết nữa. Tự nhiên bây giờ con cảm thấy chán lắm. Mà con cũng không biết tại sao lại như vậy. Ông mồ côi từ nhỏ nên ông hiểu cái cảm giác không được cha mẹ bảo bọc yêu thương. Nó buồn kinh khủng lắm. Nhiều lúc ông tủi thân và giận ông trời. Tại sao lại đối xử với ông như vậy? Ông buồn, muốn buông xuôi và ông đã hư hỏng. Con biết ngày xưa ông đã làm gì không? Làm gì hả ông? Lâm tặc, số phận đẩy đưa. Đến lúc ông bị bắt tại khu rừng này, người bắt ông chính là đồng đội chiến đấu của ba mẹ ông. Người cán bộ kia đã dẫn ông đến con suối và chỉ cái nơi mà ba mẹ ông đã hy sinh. Ông ấy nói ba mẹ ông đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất này. Vậy mà giờ đây, ông là con mà lại đang tâm phá nó. Nếu bây giờ ba mẹ ông còn sống và nhìn thấy ông bị bắt, thì ba mẹ ông sẽ nghĩ sao? Lúc đó ông như chết đứng. Vậy sau đó ông ở lại đây xin giữ cánh rừng này luôn à? Mỗi lần ông đi qua con suối đó, ông chỉ ao ước một điều là được gặp ba mẹ ông một lần nữa.
để nói với họ hay tha thứ cho ông. Con biết không, ai làm cha làm mẹ, dù đang sống hay đã mất, cũng đều muốn con mình nên người. Vậy là chắc là ba mẹ ông cũng đã hài lòng rồi. Ông còn có con suối, còn có cánh rừng này để làm cho ba mẹ ông vui. Còn con, con không biết phải làm gì cho ba mẹ con vui cả. Con cũng không biết ba mẹ mình còn sống hay đã mất, mà cũng không hề biết họ muốn con làm gì nữa. Chỉ cần sống lương thiện, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đàng hoàng trong sạch. Được như vậy thì cha mẹ con sẽ hài lòng con gái à. Thiệt vậy sao ông? Điều đó là tất nhiên. Ông lấy danh dự của mình ra để đảm bảo với con điều đó. Con nghe lời ông, dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, con sẽ luôn sống lương thiện. Con hứa chứ? Ừ. Con xin hứa. Ông tin là khi gặp lại con, cha mẹ con sẽ tự hào về con lắm. Ông nói thật không? Thật. Nhưng mà biết bao giờ con mới gặp lại được hai người đó? Muốn gặp thì phải đi tìm, muốn tìm thấy thì con phải có niềm tin. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất nha con. Con sẽ nghe lời ông vậy. Con ngoan lắm. Ông thấy bây giờ con có còn ghẻ lỡ nữa đâu. Bỏ cái tên ghẻ đi. Dạ, con, cái tên này á là bà Hương mới đặt cho con á. Bỏ nó đi, để ông tìm cho con một cái tên khác đẹp hơn. Vậy hả ông? Vậy ông cho con một cái tên nào đẹp thiệt là đẹp á? Có rồi. Giờ ta sẽ gọi con là Mai. Mai có nghĩa là mai giá hả? Con không thích mai giá đâu. Không, Mai là may mắn. Đã có niềm tin, bây giờ thêm may mắn nữa thì con sẽ có những điều con muốn. Hay quá, may mắn. Vui quá à, con có thêm tên mới rồi. Từ nay ghẻ sẽ thành may mắn. Con cảm ơn ông ạ. Ước gì sẽ có thiệt là nhiều điều may mắn đến với con sau này. Con nên nhớ, mỗi người đều có một sở trường và một sở đoản, không ai là hoàn hảo cả. Hơn nhau ở chỗ phải biết được đâu là điểm mạnh để tránh và điểm yếu để đánh. Ngồi dậy. Việc ai người nấy làm nha, ai mà không hoàn thành là nhịn hết á. Con nhớ coi kỹ mấy thứ nấm độc đó, nhiều thứ giống nhau lắm. Dạ con nhớ rồi ông. Những cây nấm mà có nhiều màu sắc càng rực rỡ thì là càng độc. Con hái nấm hoài mà sao con không biết được. Con đi trước nha. Ê ông mày. Hả? Không có gì. Thấy tên mới kêu chơi vậy. Cái ông này. Ê ông mày. Cái gì vậy? Kêu chơi. Tôi giết ông bây giờ đó. Còn cậu này, đã đi lấy củi thì không đòi về sớm nha. Phải lấy được một ôm nặng thì mới được về đó. Con chặt cây bự, thiệt là bự luôn. Rồi hai ông cháu mình dắt về ha. Những cây gỗ lớn là những cây gỗ quý, ta phải cần bảo vệ. Mình chỉ lấy những cành khô cành giác thôi. Mình ăn lương bảo vệ rừng mà phá hoại rừng thì có tội chết nha con. Ăn của rừng thì rưng rưng nước mắt. Thôi đi. Trễ rồi. Đi con. Đó chứ mày. Dạ chưa, qua ngọn đồi bên kia. Mày có chắc không? Trời ơi, thì hên xui thôi anh Tám. Lùng Kỳ Nam mà, có chắc chắn á, thì cả làng cả nước này kéo vào đây cho nát cả đồi này luôn hả? Ờ hả. Ê. Hay quá.
Chết, quên mất. Mới nói nấm đẹp là nấm độc mà, lấy làm gì? Gì vậy anh Tám? À, té ra là mày hả con quỷ ghẻ? Kỳ này mày chết với tao. Ủa, đứa nào vậy anh Tám? Con ghẻ đó mày. Nó hết ghẻ rồi, nhìn nó đẹp hả anh Tám? Nó thoát khỏi cái nhà chứa gần cả năm nay rồi. Đương nhiên nó chữa hết gào, hết này hết nọ, hết ghẻ thì nó mới đẹp thôi, hiểu không? Dạ dạ. Bây giờ dạ, dạ. Mày bắt được nó, bà Hương sẽ thưởng bộn tiền. Tụi mày bao quanh hết chỗ này cho tao, hiểu không? Dạ dạ. Đi đi. Hả? Ê, mày nhớ tao không? Mấy bữa nay mày trốn ở đâu, mày làm gì? Đừng nói mày làm tặc trăng trong rừng nha. Điện nước đầy đủ, có đẹp quá anh Tám. Bắn tụi mày. Chạy hả? Đừng chờ thoát. Đứng lại mày. Đi lên. Đứng lại. Đứng lại. Bắt nó. Đứng lại. Nè nè, mấy anh làm gì vậy? Ông ơi, ông, cái thằng này là thằng Tám Thẹo nè, nó ghê lắm, nó ghê lắm. Ông giúp tụi này trốn đây phải không? Hả? Mấy anh muốn gì? Con nhỏ này là em tôi đó, tôi muốn dắt nó về đó ông già. Tôi không phải là em ông, không về với ông đâu. À, mày gan quá ha. Một năm trước chúng mày lừa tụi tao trốn đi đúng không? Mày biết mày gây ra chuyện gì không? Tôi không cần biết. Mày còn nợ tụi tao. Bây giờ thấy tao về. Tôi ở đợi cho nhà ông mười mấy năm trời, tôi trả hết nợ rồi. Con này bây giờ ngon quá ha, biết trả treo với tụi tao nữa. Này anh kia, tôi đã biết chuyện của cô bé này. Tôi thấy rằng cô bé này không việc gì phải quay về cái nơi đó nữa. Mấy người đối xử với nó rất tệ. Tôi không cho bất cứ ai bắt nó đi đâu cả. Các anh nghe rõ rồi đó, đi về đi. Thằng già này láo thiệt. Đập chết tụi tao. Mày con thôi con, được rồi con. Vậy con ơi, cái bọn ác này á, cho nó như vậy là được rồi. Chạy lên Tâm. Thôi. Mày hả? Mày yeah. Ngon lại đây. Tụi bay lại đây. Cho bị chết nè. Tao là chúa Sơn Lâm đây nè. Thế nào tối nay bọn chúng cũng sẽ quay lại. Vậy thì con với ông sẽ đánh cho bọn chúng biết tay. Đánh tụi nó nữa hả? Hay rùng quá. Con nhắm á, sức mình con có thể đánh được hai tên giống như Tám Thẹo. Ông đừng có lo. Nè nè, nếu thằng Tám Thẹo nó dắt thêm 10 thằng nữa thì sao? 10 thằng thì chơi hết 10 thằng. Em giờ đâu có còn sợ bọn chúng nữa đâu. Được rồi, được. Con sẽ ủng hộ cho hai người. Con sẽ chuẩn bị bông gòn với thuốc đỏ ha. Chúng ta phải chặn đầu bọn chúng. Từ chợ đến đây chỉ có một con đường. Chúng ta sẽ đặt bẫy theo lối đi. Chúng nó sẽ hoảng sợ và bỏ chạy toán loạn. Sau đó mình sẽ lao ra đánh ngã từng thằng. Con và ông có thể chống cự được hơn chục tên mà, đúng không ông? Ông à, không lẽ ông sợ bọn chúng à? Ông buồn ngủ hả? Đang tình thế vậy mà ông ngủ được hả ông? Ông tính xong qua chuyện này rồi ông ngủ ha? Bọn chúng thích chơi kiểu nào, mình phải chơi kiểu đó chứ. Cùng lắm á, thì ông dùng súng, con chơi dao. Ông dạy con cách chơi dao rồi mà. Cái này hay á ông. Ông à, nếu như mà có đổ máu vì bọn này á, con cũng sẵn sàng. Tối hôm nay. Sao ông lên kế hoạch đi. Chúng ta sẽ cho bọn chúng một bài học nhớ đời.
Đêm nay hai đứa con rời khỏi nơi này đi. Hả? Rời khỏi nơi đây là sao ông? Có nghĩa là ông kêu mình đi nấp á. Ông mình nấp chỗ nào không? Còn nhớ hôm qua chúng ta nói về chuyện gì không? Dạ nhớ. Chuyện của cha mẹ con. Ta nghĩ đến lúc con phải rời khỏi nơi này và đi tìm lại nguồn cội của con rồi đó. Sao lại là lúc này? Còn bọn tám thẹo thì sao? Con muốn bọn chúng phải... Ông không muốn con dính dáng tới bọn tám thẹo nữa. Con và Lạc Đà phải đi khỏi nơi này và tìm cho bằng được cha mẹ của con. Vậy còn ông, nếu như mà bọn chúng đến thì ông sẽ ra sao? Ta sẽ gọi mấy anh cán bộ công an đến giúp. Chúng nó sẽ không dám làm gì đâu. Trời ơi trời, nhưng mà tụi tam thẹo nó ghê lắm á. Nó mà tức lên á hả? Nó không, con không đi đâu hết. Ông nuôi dưỡng tụi con bấy lâu nay, dạy dỗ tụi con rất nhiều. Con không thể bỏ đi như vậy được. Tụi bé bắt được thằng già chó đó hả? Tụi bé bầm ra gì nè? Bắt con ghẻ gì? Bắt được nó xong hả? Tao cho tụi bé hưởng. Trời đất ơi, đừng có chăm tức tao mà, tiền của tao mà. Trời ơi, trời ơi, giờ đứng đây hả? Đi bắt nó lẹ lên. Bình tĩnh chị hai, tụi mày đủ hết chưa? Dạ, đủ rồi. Đi. Trời ơi, chăm tức tao hả? Chăm tức tao hả? Trời ơi. Ông à, ông. Được rồi, con ước mà. Ông ơi, ta không muốn hai đứa ở đây nữa, mau đi đi. Ông bỏ hai đứa con đúng hả? Đúng vậy, ta không muốn nhìn mặt hai đứa nữa đâu. Ta chán hai đứa lắm rồi. Đi đi. Ông ơi, ông đừng làm vậy, con muốn ở với ông mà. Đừng đuổi tụi con mà, ông ơi. Thôi đi đi. Ông ơi. Ông ơi. Vậy? Ông đi ơi. Đi. Ông ơi, con muốn ở đây. Lẹ lên. Đi ra khỏi nhà. Ông ơi, đừng đuổi lại con mà. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi, ông đừng đuổi tụi con mà. Đi đi. Khi nào nên người tìm được cha mẹ rồi thì hãy quay về đây. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Mày, mày sao mày? Mày sao? Đây. Khoan đã. Hả? Ông ơi, cho tụi con ở lại đi. Cầm đi con. Nhớ lời ta dặn, dù phải sống nghèo khổ như thế nào cũng phải là người lương thiện đó. Ta mà biết tin tụi mày làm gì sai trái, ta sẽ không tha đâu. Cứ băng qua cánh rừng này, thẳng về hướng đông, sẽ thấy con lộ lớn, rồi đón xe mà đi. Thôi, đi đi. Ông ơi. Đi. Làm người cứ mãi sống toàn tình như hố sâu cuốn vào vòng xoay. Con lại ông ơi. Thêm khổ đau cả tiếp nối sai lầm vì ông con ơi, tim có quá nhiều ham muốn nên bằng ngôi trời da chim lên nhau. Hết tất cả cho riêng mình ông ơi. Tình phôi phai đời thay trăng đôi đêm một niềm hạnh phúc lớn lao nhất có khi nhận ra thật giản đơn. Dù cuộc sống có vất vả nhưng tâm hồn luôn thanh thơi, còn lòng chất chưa gian dối sống trong cảm giác bất an, đến một ngày cũng phơi bày tất cả. Đừng vội vàng đánh mất hạnh phúc nếu trong lòng ta biết sẻ chia, để đời còn chút ý nghĩa thắp lên niềm tin bao ước mơ. Giàu nghèo biết thiếu hay đủ cũng do lòng tham không đấy thôi, hãy mang tình thương đến với mọi người. Một niềm hạnh phúc lớn lao nhất có khi nhận ra thật giản đơn. Dù cuộc sống có vất vả nhưng tâm hồn luôn thanh thơi, còn lòng chất chưa gian dối sống trong cảm giác bất an, đến một ngày cũng phơi bày tất cả. Đừng vội vàng đánh mất hạnh phúc nếu trong lòng ta biết sẻ chia, để đời còn chút ý nghĩa thắp lên niềm tin bao ước mơ. Giàu nghèo biết thiếu hay đủ cũng do lòng tham không đáy thôi, hãy mang tình thương đến với mọi người. Giàu nghèo biết thiếu hay đủ cũng do lòng tham không đáy thôi, hãy mang tình thương đến với mọi người.
đi bình an nha các con. Alo, anh Bình hả? Ngay bây giờ đội anh qua tôi ngay. Có một nhóm lâm tặc sắp ghé qua thăm tôi. Chúng sẽ có vũ khí đó. Rồi, nhanh nha. Kìa. Trong khi con chờ thằng cháu nội của ba học xong là con giao công việc bên xưởng sơn mài cho nó, tự nhiên giờ nó đòi đi lang thang vẽ tranh là sao không biết nữa. Lâm à? Dạ. Con định đi đâu vẽ tranh vậy? Dạ con chưa biết, mà có thể con lên Đà Lạt một tháng đó nội. Cái gì? Một tháng hả? Dạ. Trời ơi, vậy cái chuyện mà mẹ bàn với con về xưởng sơn mài con bỏ ngoài tai hả? Mẹ, con đã nói là con không thích mấy thứ đó. Con học ở trường ra để làm họa sĩ chứ không phải để làm thợ thủ công. Hơn nữa con không thích làm kinh doanh. Trời đất, tới cái thời này mà còn tính làm sĩ sĩ. Ngày xưa sĩ nông công thương, làm cái gì mà đụng tới chữ sĩ là hàng đầu, là cao quý. Bây giờ ai có tiền á, người đó cao quý nhất, kẻ đi buôn là người có giá nhất. Còn sĩ mà không có tiền á, đáng sỉ nhục, nghèo, hiểu chưa? Thời buổi này các giá trị đều đảo lộn hết rồi. Nghe nói thằng Lâm cũng đã làm thử rồi, nhưng con thấy không được mà học. Dạ, nó vẽ rất là đẹp ba, nhưng cũng phức tạp lắm. Gia công mấy cái mẫu đó giá thành phải cao lắm, kén khách lắm ba. Nếu mà thích đơn giản thì cần gì con? Đôi khi học thiệt nhiều nhưng mà xài một chút là đủ rồi con. Nội à, con là họa sĩ chứ có phải là thợ vẽ đâu. Con chỉ muốn sáng tác thôi. Con xin phép cả nhà, con lên phòng. Dạ thưa ông bà, con có chuyện muốn thưa. Không thấy cả nhà đang bàn công chuyện hay sao? Thôi mà, có chuyện gì không cô Hồng? Dạ, con xin phép. Ngày mai ông bà cho con nghỉ việc. Sao vậy cô Hồng? Sao lại nghỉ việc? Bộ cái nhà này trả thứ lương cho cô hả? Dạ không có. Vậy chứ chuyện gì? Dạ, nhà con giờ đơn chiếc quá, nên con xin về quê ở luôn. Mong cả nhà thông cảm cho con. Con biết là bao nhiêu năm con làm trên thành phố này, con nhớ nhà lắm. Mặc dù là về dưới quê, cuộc sống không có sung sướng được như ở trên này đâu, nhưng... Ừ, ông hiểu rồi. Nè, tụi dạ. Con coi hỗ trợ cho Mai Hồng một ít, thanh toán thêm 2 tháng tiền lương cho cổ, hay không? Mấy năm qua cổ ở đây ba rất hài lòng. Lại phải mất công tìm người mới nữa rồi. Thôi được rồi, lát nữa cô lên phòng tôi thanh toán cho. Dạ, con cảm ơn bà chủ, con cảm ơn cả nhà. Ba, còn vụ thằng Lâm sao ba? Giờ mình đi đâu giờ? Đâu có biết đâu. Không biết đi ra làm chi. Hay là bây giờ tôi với ông đón xe đại đi, rồi mình đi đâu cũng được. Đón xe đi đâu? Thì mình tới những nơi đông người, những nơi mà nhiều xe cộ, mình tới đó. Có xe kìa.
Thôi thôi thôi, ông đứng đằng sau đi. Để tôi con gái tôi xin dễ cho hơn. Đi đi. Ông núp vô trong đi. Đứng đây tao không cho đi đâu. Có xe rồi, đứng trong đó nha. Chú cho con đi nhờ xe nha chú. Ờ, lên đi con. Dạ con có thêm một người anh nữa, chú cho đi luôn nha. Anh con đâu? Anh Lạc Đà, anh ra đi. Dạ, anh con đây. Thôi. Chú à. Chú. Ông bị gì vậy? Bé. Xe ông bị hư á ông. Lâm ơi. Dạ. Cô vô được không con? Dạ được, mời cô. Trời dạ. Ơi. Đúng là phòng họa sĩ có khác. Dạ, họa sĩ cô thôi cô. Nếu như con Khế còn ở đây, chắc giờ này nó cũng sẽ ngồi đây vẽ với con. Dạ, con còn nhớ loáng thoáng. Ngày xưa chị ấy cũng thích vẽ lắm. Hồi đó nó cứ đòi hộp màu giống như của con vậy nè. À Lâm à, con định lên Đà Lạt vẽ sao? Dạ, con tính đi. Nhưng mà con cũng đang suy nghĩ lại. Con chưa được vẽ núi bao giờ. Mà nói chung con cũng chưa biết nữa. Lâm, có chuyện gì vậy cô hai? Cô hai định nói với ba mẹ con là cô hai sẽ giao toàn bộ quyền quản lý xưởng sơn mài và khu giải trí lại cho ba mẹ con. Cô hai tính khi nào con học xong á, con sẽ về trông coi cho ba mẹ con. Nhưng bây giờ con phải đi xa rồi. Cô hai muốn dành hết thời gian để tìm chị Khế sao? Ừ. Chứ làm việc mà đầu óc con không yên á, thì làm sao mà có hiệu quả hả con? Cô hai muốn con đừng đi vẽ nữa, có đúng không? Thôi, bây giờ con cứ đi đi. Khi nào con về rồi hãy tính. Cô hai sẽ chịu khó đợi một thời gian nữa. Con nói thiệt nha, con rất là chán khi vẽ những mẫu sơn mài của xưởng nhà mình. Nó đơn điệu với lại mà nói chung là chán lắm. Ông mày ơi. Ở đây mà đâu mà đông người quá vậy? Không biết. Trời, xe quá trời luôn. Ừ ha. Vui quá à. Ê, xe này đi chừng nào dừng vậy? Không biết, chi vậy? Tao mắc tiểu quá. Vậy hả? Ê, tôi cũng mắc nữa. Trời, thấy xe không? Xe nó bự quá. Tao mới thấy á. Ê, bắt cười tao kìa.
đây, coi chừng. Ghê quá à, giống cá mập quá ha. Về tới dưới là gọi điện lên nha Hồng. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi chị vô đi, thế nào chị em mình cũng gặp lại nhau mà. Chúc em sớm lấy được chồng nha. Em có chồng rồi chị. Trời đất, lúc lên đâu có chồng đâu. Có chồng hồi nào sao chị không hay. Bí mật. Thôi chị vô nhà đi em. Đi. Chị vô đi. Em đi nha. Anh ơi, anh ơi. Dạ, dựng dạ. Đó đi. Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn. Chưa? Không biết. Ê, nó dừng rồi. Nó dừng rồi. Đến 1, 2, 3 nhảy xuống nha. 1, 2, 3. Ồ, để tao. Đây, đây. Đi đâu? Cậu đi gửi xe đi. Chỗ này hả anh? Sao, được không? Xinh quá à. Chỗ này mình có được trồng hoa không anh? Của em mà, muốn làm gì không được. Yêu chồng của bé quá à. Già háp rồi còn bé gì nữa trời. Thì người ta là vợ bé mà. Chưa gì đã chê người ta già rồi phải không? Chết nè. Dạ. Vô trong đi, coi ai già ai yếu biết liền à. Dạ nhưng mà không có yếu đâu ngang. Sao tự nhiên mày nhảy gì sớm vậy? Mắc cười quá, tôi đếm 1, 2, 3 ông không nhảy gì thôi chứ. Ê, ai dạy mày 1, 2, 4, 5 tới 3 chứ? 1, 2, 3 là sao? Bởi vậy cái mặt của ông á học hành nhiêu đó à. Tôi nói cho nghe nha, 1, 2 rồi tới 3.
Ê, 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 lạc đà ơi. Vậy? Trời ơi, trời ơi, trời má ơi. Cái... trời ơi, sao nó cao quá vậy? Ê, ê, cái nhà này cao chồng nhộng vậy trời. Ê, cao hơn nhà ông lão gắt rừng luôn á hả? Ừ. Ê, ê, cao vậy có cầu thang leo không? Ờ, không biết nữa, leo bằng cách nào ta? Ê, bên kia còn cái nhà cao hơn nhà này nữa hả? Trời ơi, sao bự dữ vậy trời? Mà không có cầu thang luôn. Cái này á, vậy đâu có thang leo đâu, đâu có thấy thang. Chắc ta rộng mấy cọng dây xuống á. Ê, 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 mình nhanh lên kìa, xe quá trời xe luôn kìa. Ôi, 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 mày ôi, mày mang ra nó đụng quá mày. Ê, ê, trời, thấy ghê quá vậy. Bự quá, tao sợ. Ông hai ơi, ừ? Người ta ôm nhau kìa. Ừ, nó nghe nè. Sao đây ghê quá, còn hơn ở chỗ bà Hương nữa. Trời ơi, hai người này ở đâu ra vậy? Chỗ người ta đang tâm sự mà dầm dầm ngó ngó à. Đi chỗ khác đi. Bộ mới thấy lần đầu hả? Người đâu kỳ cục à. Ông hai. Gì? Lấy tiền mua gì ăn đi, tao đói bụng quá. Còn có nhiêu tiền đâu. Lấy tiền mua cái gì? Rồi mai mốt lấy cái gì? Lấy gì ăn? Nhưng mà tao đói bụng quá trời luôn á. Thì biết rồi, ráng chịu đi. Chứ tôi nghe nói ở cái thành phố này á, đồ ăn mắc lắm á. Chịu nhưng mà đói chết đói á. Thì giờ ông tập đi. Rồi mai mốt mình đi làm mình có tiền xong mình mua đồ mình ăn bụng. Trời ơi. Nha. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Ngồi mình trâu, ta giờ mong trâu, rồi ta vuốt đuôi trâu. Sao không? Con ngựa gì mà không con trâu? Ủa, này ngựa hả? Con ngựa gì? Ta hát bài con ngựa. Cọc cà lọc cà lọc cà lọc cà nhông nhông nhông, ta về dinh ta rước hoàng hậu của ta. Có cơ không? Có hoàng hậu nè, có con chúa nè, có thái giám nữa. Trời ơi, ông khùng quá ông ơi. Sợ quá xuống đây. Chạy vợ cho tôi. Vợ tôi đâu rồi? Sáng mai thì trời lại sáng thôi. Có gì tôi với ông đi kiếm việc rồi mình sẽ kiếm tiền. Rồi lúc đó mình mua đồ ăn. Sáng sáng, tối hơn tối. Ê ê, gì vậy? Vụ gì đằng kia kìa? Trời ơi, mấy cái người này thiệt tình. Ông qua đó với tôi. À. Nè, trả vợ cho ông đi. Mấy người làm gì vậy? Ông bị khùng mà chị quan tâm gì? Khùng gì? Biến hết. Biết. Biết không? Biết. Ông à, ông có sao không vậy? Ông đứng lên đi. Có sao không? Ông, nói nghe nè. Ông đi về nhà đi. Bây giờ trời cũng khuya lắm rồi đó. Ông đi về đi. Chứ ông ở đây tụi nó chọc nữa đó. Lên ngựa. Lên ngựa tôi trở về. Biết rồi. Thôi tụi tôi đi bộ được rồi. Ông đi về đi nha. Đi lạc đà. Trời ơi, tối mình ngủ ở đâu đây ông? Tao ngủ ở đâu cũng được, miễn chỗ đó đừng có ma là được rồi. Mệt ghê ha. Ê, nói nghe nè, hay là mình ngủ ở đây đi. Kìa, ông ngủ ở đây đi. Tôi ngủ ở đây được rồi. Tụi mày đi chỗ khác chưa? Tính ngồi đây ăn cơm mà gì vậy? Tôi kêu không biết. Bây giờ đi lẹ lên. Trời ơi.
Không lẽ tối nay đi bụi cả đêm hả? À, ai biết đâu. Giờ sao? Mày tính lẹ đi, tao mỏi chân quá hả? Mệt nữa. Trời ơi, ông làm như tôi không biết mệt vậy đó. Tôi cũng mỏi lắm đây nè. Mà cứ đi đi chứ biết làm sao giờ. Cái ông đó là ai sao tự nhiên theo mình hoài vậy? Cái gì vậy? Ê cái ông kia, ông làm gì ông cười? Sao tự nhiên ông đi theo tụi tôi hoài vậy? Nè. Giáo sư Trần Minh Tùng, địa chỉ 20/15 Trần Hưng Đạo. Ủa, giáo sư là gì vậy? Giáo sư. Giáo là thầy giáo, sư là ông sư phụ. À, tao biết rồi. Là gì? Giáo sư là ông thầy giáo trong chùa. Không phải. Giáo sư là thầy giáo, đúng rồi. Nhưng mà ở giáo trước kia kìa. Chứ không phải ở trong chùa. Rồi à, ông này ông bị khùng mà ông không ở trong chùa. Mày khùng á? Tao đâu phải Nam Dương đâu mà có gan khoe cho thiên hạ coi. Vậy trả ông nè. Nhà của ba đó. Cái này hả? Hai đứa về nhà ba ở đi. Cái này là biệt thự nè. Còn ba cái này là nhà lầu. Ba nhiều nhà lắm. Để dành ba cái này bán cho tụi con. Ba thương hai đứa con lắm. Về nhà ba ở đi. Ông nói. Ông là ba. Ba. Còn tôi là con hả? Hai đứa con. Trời ơi. Ông mày ơi. Tự nhiên có người nhận là con kìa. Ông mày ơi, tụi mình có ba kìa. Ba. Con. Hồi đó giờ mới thấy ba. Ba. Con. Ba. Mày đi tắm đi, mày hôi quá à. Hôi gần vậy. Ông nói mày hôi kìa. Đi về nhà ba ở đi con. Về nhà ba tắm. Nhà ba có giường, có máy lạnh luôn. Đi về nhà ba. Nhà ba có hồ bơi nữa con. Đi hai đứa đi con. Đi ngõ nào? Đúng rồi, nhà ba ngõ này nè. Không biết. Đi. Cái gì vậy? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn. Ê, Lạc Đà, tôi thấy chỗ kia ngủ được á. Trời, vợ còn hát nữa ba. Tôi cầm vỏ cho. Rồi leo xuống đi. Được. Từ từ thôi. Ê. Ông đưa cây đờn tôi cầm cho. Cẩn thận nha ba. Ê. Ở đâu đến mà đổ quần ở đây vậy? Tụi tôi là bụi đời muốn kiếm chỗ ngủ. Muốn ngủ thì đi chỗ khác mà ngủ. Ngủ ở đây á chút nó bị hốt bây giờ á. Chỗ người ta làm ăn mà ngủ cái gì mà ngủ. Tụi tôi có làm gì đâu mà hốt. Mà bà hốt cái gì vậy? Công an nó hốt chứ hốt cái gì. Bụi đời thì vô sấm ma mà ngủ. Ủa, sấm ma ở đâu? Sấm ma ở trọng á. Đi thẳng vô quẹo trái. Đi chỗ khác ngủ đi. Chỗ người ta làm ăn mà ngủ cái gì trời. Cảm ơn nha. Nãy bà đốt cái gì vậy bà? Đốt cái ông nội của ông chứ đốt. Tối giờ không có móng khách nào đây nè. Đi chỗ khác ngủ đi. Thôi đi. Đưa đây tôi cầm cho. Thank you.
Đây là đường đi vô xóm Mai hay sao á? Trời ơi trời, không ai hết vậy trời. Cái gì mà ông cười hoài vậy? Có gì mà ba cười hoài vậy ba? Quá khứ không truy tầm, tương lai không kỳ vọng, chỉ có pháp hiện tại. Để quán chính là đây. Trời ơi trời, giống con ma thì có chứ ai gì trời. Trời ơi không có ai hết, giống người chết quá à. Tự nhiên đêm hôm dắt nhau vô nghĩa địa làm gì trời? Thì người ta kêu vô đây mới có chỗ ngủ mà. Trời ơi, dắt vô ngủ với người chết á, ngủ sao được, sợ lắm. Cái ông này bây giờ sống mới khó chứ chết dễ ợt à. Cho nên á, cái đáng sợ nhất á là sống, là con người còn sống kia kìa, chứ người chết thì sợ cái gì. Mày hay quá, thử mày gặp mang lần đi, mày gặp đi mày sợ té đái mày chạy muốn chết luôn á. Mày đặt thôi, cứ đi ba. Đi sớm ma sao không có ma ta? Con đâu biết. Bây giờ mà xuất hiện con ma chắc vui lắm ta. Đúng rồi. Nhanh lên, buồn ngủ quá à. Ê. Ừ? Cái gì vậy? Kìa. Đâu ma đâu? Mày nói không có ma. Kìa. Trời ơi trời. Không nhìn sao mà ra ma vậy ông nội? Kìa. Ma tóc trắng kìa. Miệng mớm nữa. Trời ơi. Chết rồi. Lạc đà. Trời ơi. Ê kìa. Mày mà. Đi. Chạy đi đâu? Quan hồn không? Gì? Mỗi đời phải không? Dạ tụi con từ xa tới. Nghe người ta nói là ở đây có chỗ ngủ á bà. Đúng rồi, lều tôi á còn chỗ trống nè. Mấy người mà ở chung với tôi á mới đi tìm chỗ khác ở rồi. Hay là mấy người về ở chung với tôi nha. Dạ. Dạ đi, cảm ơn đi, bà. Đi. Dạ. Đó ông thấy chưa? Thấy chưa? Thấy người ta sống thấy. Được thì mình cũng sống được chứ. Bà ngủ mình vô ngủ chung á là bà sợ ma. Ở chỗ hàng không mà. Mà giận chung cái bây giờ. Đi với em đi anh ơi. Anh đi với em nè anh ơi. Đi không em? Anh ơi. Đi chứ anh. Cầm lấy bao nhiêu? Giá rẻ. Bao phòng với em nè. Anh cướp. Anh chạy lên. Đi thảm. Lên. Anh ơi. Chỗ này á thiên hạ gọi là lều, nhưng tôi gọi đây là nhà. Chỗ tôi đặt lưng xuống để che mưa, che nắng, che sương. Mai là mùa nắng cũng đỡ, chứ mùa mưa đó bắt buộc phải kiếm tấm tôn cũ để che ở trên nóc cho nó đỡ giọt ướt. Bà đừng có lo. Từ nay có tụi con rồi, tụi con sẽ phụ thêm bà để mình cùng sống được. Có một người đàn ông trong cái khu này là mọi việc đâu vô đó hả? Gì? Ý con nói ba là đàn bà hả? Ba già rồi nhưng mà vẫn là đàn ông nha. Thôi hai người đi nghỉ đi. Cái lều này được chia ra làm đôi bằng cái tấm bạc kia kìa. Đàn ông một bên, đàn bà một bên. Hai người đi qua bên kia đi. Ơi, tôi cảm ơn bà nha. Tôi ngủ bên bển hả? Ngủ đó. Cũng được. Đi. Cảm ơn bà. Đi đàn ông xịn. Đàn ông xịn buồn ngủ quá.